Thưa quý vị, mũi Cà Mau là một vùng đất ngập nước với hệ sinh thái ngập mặn ven biển độc đáo, có tính đa dạng sinh học cao, đem lại giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa và khoa học. Tuy nhiên, ngoài mối đe dọa thường xuyên do hoạt động của con người, thì mũi Cà Mau cũng đang phải chịu rất nhiều tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, kể cả là sự thay đổi về địa hình tự nhiên. Vâng, và để duy trì dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn mũi Cà Mau trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu thì cần phải có những chiến lược và chương trình cụ thể để bảo tồn chức năng của hệ sinh thái vùng rừng ngập mặn quý giá này. Như một bán đảo nằm vươn ra biển, Cà Mau có chiều dài bờ biển lên tới 254 km, bao gồm bờ biển Đông và biển Tây. Cả một vùng ven biển ngập mặn trước đây của Cà Mau phủ kín những cánh rừng nước, sú vẹt và mắm. Đây là miền đất của những thân tràm, đước, mọc thành rừng trong vùng đất ngập mặn và nước lợ. Diện tích rừng ngập mặn ở Cà Mau đã từng chiếm tới 70% rừng ngập mặn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 100.000 ha vào năm 2011, nhưng giờ đã bị thu hẹp dần bởi nhiều lý do. Bình quân mỗi năm, biển nuốt trọn khoảng 450 ha đất ven biển của Cà Mau. Một số đoạn bờ biển bị sạt lở có nguy cơ vỡ đê biển hơn 40 km, hơn 5 km rừng phòng hộ ven biển có nguy cơ bị nhấn chìm. Đến năm 2040, theo kịch bản nước biển dâng 25 cm, Cà Mau có hơn 4.600 km2 đất bị ngập sâu từ 1 đến 1,2 m, chiếm 85,4% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Nước dâng và đất sụt lún là hai quá trình xảy ra đồng thời, tạo nên những nguy cơ khiến vùng đất của Cà Mau nằm dưới mực nước biển. Những hiện tượng này được các nhà khoa học đánh giá là rất nghiêm trọng đối với Cà Mau và các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Cái mũi Cà Mau hình thành là do cái phù sa của sông Mekong này nó đổ ra ngoài biển, và cái dòng hải lưu của biển Đông nó kéo những cái phù sa và nó gây là tạo ra những cái chất trầm tích ở mũi Cà Mau này. Hiện nay là cái trầm phù sa của sông Mekong nó càng ngày càng giảm dần do những tác động của những cái đập thủy điện. Và cái mũi Cà Mau này một khi nó mất phù sa nữa thì nó không còn có cái quá trình mà trầm tích mạnh nữa, và cái sạt lở nó gia tăng lên kèm theo những cái hiện tượng nước biển dâng lên do những tác động của biến đổi khí hậu hay là cái hiện tượng nóng lên toàn cầu, và nó gây ảnh hưởng tới cái mũi Cà Mau. Và chúng ta biết là cái mũi Cà Mau là cái nơi mà tiếp giáp với cả biển Đông và biển Tây, và những cái năm mà cái gió mùa ở phía Đông Bắc hoặc là ở phía Tây Nam này nó làm cho cái sóng biển ở đây nó đánh mạnh vào trong cái bờ biển, và cái kết cấu của đất đó, địa chất của bờ biển này rất là yếu nên nó rất dễ bị sạt lở và nó bị xâm thực ở cái khu vực bên này. Anh Nguyễn Văn Tràng cùng vợ sinh sống ven bờ đê biển xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Hàng ngày chồng đi giăng lưới bắt cá, trong khi vợ đi nhặt những vỏ chai nhựa để bán cho hàng phế liệu. Anh chàng tập trung những miếng xốp bị sóng đánh giặt lên đê biển để làm phao. Anh không đủ chi phí để mua bộ phao mới, trong khi những miếng xốp thì đầy trên bờ, giặt vào cùng với rác. Ô nhiễm môi trường, mưa gió quá nhiều ảnh hưởng đến những hoạt động sinh kế chính ở vùng biển này. Thì cũng gán bươn chải gì nè. Nói chung là làm cái nào thấy có tiền thì làm, cứ như vừa giăng lưới rồi với lượm mũ nữa nè, tận dụng những cái thời gian rảnh mình lượm mũ. Riêng cái nước biển dân thì nó tác động rất là lớn đến các huyện ven biển, đặc biệt là các huyện ở là Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Nam Căn và Phú Tân. Thì với diện tích hơn 120.000 hecta để nuôi trồng thủy sản thì thường xuyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Là nơi chịu ảnh hưởng bất lợi bởi hiện tượng thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nên khu vực mũi Cà Mau thường xuyên bị chiều cường dâng cao trong mùa mưa lũ và thiếu nước ngọt nặng nề do sự xâm nhập mặn vào mùa khô. Đời sống người dân phụ thuộc nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, song khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng nay bị hạn chế. Các thích ứng của địa phương mang tính tự phát và không phổ biến. Duy trì hệ sinh thái cho mũi Cà Mau rất cần một mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, kết hợp với du lịch sinh thái một cách hiệu quả, xây dựng hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái ở các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và tổ chức phi lợi nhuận nhằm chủ động giải quyết, hỗ trợ thực hiện mục tiêu quan trọng của Công ước Bảo tồn Đa dạng sinh học
tiến tới thực hiện các chứng chỉ carbon từ diện tích rừng để tăng nguồn thu cho công tác duy trì dịch vụ hệ sinh thái.